nay mấy em chú cháu lại tiếp tục ra suối để câu cá với là quăng chài các bác ạ. Hôm trước thì quăng ở cái đoạn bên trên, hôm nay thì dịch xuống cái địa điểm bên dưới một tí thôi. Đấy, trong cái hộp xốp kia là đem bếp ga này, xong nồi niêu bát đũa. Kiểu hôm nay mà quăng chài câu cá được thì nấu ăn tại chỗ luôn. Đấy. Linh Lang TV xin chào bác nhá. Chào bác nhá. Nay mấy em chú cháu lại đi ra suối để câu cá với quăng chài các bác ạ. Câu được bao nhiêu cá thì nấu ăn tại chỗ. Hôm nay đem bếp ga rồi với là rượu chè các kiểu. Đấy, em mời các bác theo dõi video nhá. Lên cá này các bác ơi. Cá gì đây? Dô nhỉ? Dô à? Thả xuống nhanh. Ngon chưa? Cứ thả xuống là dính cá đấy. Đấy, được hai em nữa. Ui, cái này phải lưới này phải ngâm xuống dưới nước ấy. Đấy, đem xuống ngâm dưới nước đi. Không đến tối là nó chết, nó mất ngon. Có cái đường xuống suối đấy các bác này. Đấy, chèn đá vào nhá. Ê! Lại lên em nữa rồi. Tuyệt vời quá. Đâu. Xem cá gì đây? Cá sáp ạ, cá trắng ạ. Cá sáp. Ừ, sáp. Ở đây chỗ em gọi là cá sáp các bác ạ. Con này, đây mồm nó như cái... Đấy đây này. Tham ăn chưa? Hấp. Đấy. Đây cái con này cũng rất đẹp nhá. Đấy. Cho xuống túi đi. Nhanh. Xong chưa chú Thành ơi? Làm hai cái vào. Không có dây gì đó. Hả? À, hết dây á? À? Ừ. Chú gỡ cái dây ở cái xốp kia ra. Không có nữa. Không có á? Thôi lên một cái cũng được. Đi xuống đi. Tranh thủ nhanh đi xuống đi. Kéo hết giờ đấy. Câu bằng cái cần câu bằng cái cây que đây các bác này. Tranh thủ tí cái giờ chiều này cá nó cắn thì mấy anh em chú cháu lại tranh thủ câu thôi. Còn đến đêm này chắc gì nó đã cắn nữa. Cá rô à? Nhiều rô phết nhỉ. Đây để cho nó lủng lẳng cho nó đẹp. Ui, đẹp chưa này? Rồi, ok. Rồi lại đem xuống túi. Túi để ở tít ở dưới này các bác ạ. Túi để cho cái bờ suối này. Kể ra mà có cái dây dài thì buộc treo túi lên được cá thì kéo túi lên cho cũng được. Nhưng mà không có cái dây nữa. Phải có cái dây dài cơ. Chú Thành ơi, ngồi gần lường ấy. Đi xuống gần chỗ lường ấy. Chỗ này nước nó xoáy lên. Này, chỗ này nước nó xoáy lên các bác này. Được chưa? Gần ở chỗ lường này mới được. Gần tí nữa. À, đấy được rồi. Đấy, gần quá thì lại ngoắc phải nhau. Ê! Chú Thành lên con đầu tiên đây này. Đấy, báo cá nhá. Xem là cá gì nào. Đây, vô đi. Nhanh. Đấy. Được. Đây, còn cá sao đây các bác này. Con này rất đẹp nhá. Được. Đem xuống túi đi. Đây, chú Thành lại câu được cá gì đây này.
Rô à? Là rô. Con này không to lắm nhỉ. Con này nhỏ. Thưa thưa. Đây này con. Đấy, lại đem xuống cho vào túi. Thầy lại được cá rồi. Đấy. Cá gì đấy chú ơi? Cá sáp à? Ơi ngon rồi. Ê, lại được cá rồi. Lại được cá rô chứ. Nhiều cá rô phết nhỉ. Cân à? Đấy. Năm từ lúc buổi tối đến tầm khoảng 9 giờ đêm là 9 giờ tối là được khoảng 1 cân. Nó còn cái nhỏ con này nè. Đấy còn cái nhỏ nhỏ đó. Tầm bên trên nó phải trắng như thế nhỉ?
nhiều không? Đây, đây xem nào. Vào đây. Đây chúng ta. Cá phết nhỉ. Xem nào. Không nhiều ta. Xem nào. Không được. Ấm tú giờ. Được cá phết. Lấy nhập vào của cá nó kiểu á. Cả ngon ghê cả. Thế nào tí nữa nhiều đấy. Được nhiều, đây cho em chăm, em chăm với nào. Tay cá nít này hết chứ đấy nhở. Đấy cá. Đấy cá, còn cá suối ngon đấy các bạn. Cách bắt cá đúng là chắc cỏ nó là chắc tha nó. Cách bắt cá độc đáo nhất tỉnh Hòa Bình đây này. Đấy. Chỗ này chắc phải tầm khoảng 1 cân. Khoảng 1 cân nhỉ. Chắc là cũng không được. Cá này nó nhỉ. Lắm. Thế này là ngon rồi. Đây là chui vào cái lỗ này các bác này. Đấy. Khó quay nhỉ, nó phải dọn vào trong này mới thấy cơ. Đấy, những người đi bắt cá đêm. Anh này bắt được tí đây này. Đấy, nó lên theo cái ấy này mà. Đấy, ngâm cái đó này mới được nhiều này. Một cái đó ở dưới kia thì được, được bằng này rồi. Còn một cái đó nó đâu rồi? Đâu rồi? À, được bằng này đấy à? Đó lúc chiều được vớt này. Lúc chiều vớt một lần rồi. Cá ngon rồi. À, còn cá ngon đấy. Con cá nó đi lên từ dưới kia các bác ạ. Nó đi theo cái nước nhỏ nhỏ bên trong này này. Đấy, chứ không phải nước to ngoài kia đâu. Nó theo cái nước nhỏ nhỏ ngoài kia kìa. Bắt đầu nó lên vào cái đó đấy, nó có cái lỗ, bắt đầu nó chui vào. Đấy. Cá nó đi ngược nước mà. Nói chung là nghĩ ra cách bắt cá này cũng là giỏi đấy. Quá độc đáo. Cái này nó từ dưới này lên này. Đấy, nó lên theo này này. Chui trong đó này. Có khi nó còn lên tận trên này các bác ạ. Theo cái tà ly này này. Đấy. Nó đi lên theo cái tà ly này. Đây phải chặn cái đất cho kỹ khỏi nó chui lên được. Con cá to các bác ơi. Đây, được cá gì đây? Cá chạy gì đây? Cá chạy gà. Ôi giời, ngon thế nhỉ. Rồi, tuyệt vời quá nhỉ. Cho một cái nhỏ cho Thanh chứa. Đấy, nó ra. À, đằng sau ấy.
đấy, đỉnh lấu các bác ạ. Ngon chưa? Ui lửa tuyệt vời đấy nhỉ. Nó nuốt lưỡi vào con bụng ra. Có. Giữ im nha, giữ im nha, giữ im nha. Ôi trời ơi. Đấy, cảnh báo rồi. Ui. Đấy quá. Thứ không tung lên này. Mày bắt đi, bắt đi, bắt đi. Chết chưa? Uống sao? Lấy cái gì tám đấy, lấy cái ấy đây. Rồi, tám được rồi. Kim tay nha. Rồi, có bằng bụng được ạ. Đẹp ngon chưa này. Nuốt tận bụng rồi. Tắt, tắt, tắt. Xoay, xoay lấy cái chỗ khác một tí chỗ này. Này, bác xem này. Đẹp ngon thế này các bạn. Thành quang trài được không chú Thành? Có mấy con này. Con thêm đi. Rồi xem nào. Quang trài được có bằng này á? Ờ. Con thêm chú ạ? Ừ. Thêm tí nữa. Để vào cho chú Thành trò nhá. Chú Thành mổ cá chuẩn bị nấu đấy các bác ạ. Cá câu này mới là cá con cài được. Câu được nhiều phết đấy các bác ạ. Đây, cho các bác xem. Đây thái cây chuối này với là tí rau muống nữa. Đây, cá này nấu mỗng thì nhúng vào thôi, ăn như ăn lẩu đấy. Toàn đồ có sẵn ở ngoài ruộng, ngoài suối này, ăn kiểu này cũng dân dã. Đây cá câu được một nồi đấy các bác này. Bên này là cá chạch nó dài quá thì phải chặt nó ra. Cho bóng vào đây chú thấy ạ. Đổ bóng vào đây. Nhìn vàng nước thì nấu đây cái bóng nước này các bác này. Bóng các bạn. Nấu rượu đấy.
Rồi hết ạ? Nó chua rồi. Cho hết luôn ạ. Cho hết vào. Ôi chi. Quá. Rồi. Con muối không đưa lên chín đi. Rồi chưa? Rất tự bóng đi. Muối nè. Đã bếp ra đây rồi. Đấy, bên này là gia vị này. Gừng. Mang gừng không? Có, vâng, cho ví gừng vào. Cái nhỏ cháy rồi. Nó phải để to đấy cho nó chín. Đó nó to. Chín rồi đấy. Chín rồi anh ạ. Chín rồi ạ. Chín rồi. Đang vừa vặn chưa? Vừa đấy. Cho gia vị đầy đủ chưa? Đầy đủ rồi. Thơm ngon rồi. Thế thì gọi mọi người đi vào đây. Chiến đấu đây. Mọi nhà. Người nhá. Ngon này. Đấy, rau muống này. Đây là cây chuối thái mỏng này. Đấy. Còn đây là đánh nấu cá và hạch đấy. Cá nấu bỗng này. Đấy, hạch sôi rồi này là chín rồi. Đấy, nhìn ngon chưa? Vị thôi. Vào vị trí thôi. Ra đây. Đúng ra nhỉ. Đấy. Chuẩn bị chiến đấu thôi. Không không. Xay trái vô, xay rồi. Vitamin. Rau xuống cây chuối này vào nó cũng ngon. Giờ mới nấu chín đây các bác ạ. À. Em mời các bác ăn tối với bọn em nhá. Mời các bác nhá. Mời các bác đây. Mời, đây. 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 Mời các bác nhá. Chiến trường đây. Rồi, cơm nước đã no nê rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau nhá. Bye bye. Giờ muộn này bọn em xin phép đi về đây. Bye bye.